Nay ngày 15 cách ly. Con cá gì đây? Lúng. Cài chở đá. Để ướp cá bị lúng. Chạy xúc bánh luôn nè. Có trong nhà. Rồi. Nè đó luôn. Cái này chỉ vú bò. Ao cá ở gần ngã tư An Điền của Châu Thành. Cái xe lớn bơm mấy hộp nước rồi. Ê, lấy cái rổ nhỏ giùm em ơi. Lấy cái rổ nhỏ đem giùm coi. Thank you.
Đi rồi ẩn lùa cá lợi. Hết luôn rồi. Còn mấy lâu nữa hết rồi. Đem thức ăn ra cho cá. Vô lùa cá đi rồi. Đây là thợ lùa cá, thợ lặn bắt cá. Chục.
Tôi cũng có rô nhảy ra à. 25. Tự đợi con tí nha. Có lúng rồi. À, cái này vô giờ nó quờ kìa. Còn cái bà nó định. Bốn mươi lăm gỗ. Chừng 40 mà 25 nó là đầy đủ 1 tấn. Một cái 22, 21, 22, 22, 21, 21. Chiếc máy cày chở nước đá vô luôn, ốp cá ghe lên mới chút bánh luôn. Bây giờ sửa chưa xong. Xe lớn một chút nữa giờ cũng xong rồi, giờ có xe nhỏ. Đây gần khu ngã tư Tháng lớn. Xe này xuất khẩu cá giống về An Giang nha cô chú anh chị và các bạn.